Xin chào toàn bộ nhà đầu tư Forex tại thành phố Hà Nội. Hôm nay tôi xin được chia sẻ nhà đầu tư trong ngày mùng 6 tháng 6 tới năm 2020 thì bên trung tâm đào tạo Forex là bản thân tôi là Trần Quốc Minh sẽ ra ngoài Hà Nội và đào tạo. Tôi xin thông báo này để gửi đến toàn bộ các học viên cũ của bên trung tâm đào tạo Forex sẽ tập trung lại và để học ôn lại và theo dõi bản thân tôi giao dịch ở trên thị trường. Cùng với đó là những học viên mới ở tại thành phố Hà Nội sẽ trực tiếp theo dõi bản thân tôi và những học viên cũ trong hội sẽ giao dịch và vận dụng phương pháp và trong thực tiễn. Thì trong suốt thời gian này quá trình ở tại Hà Nội thì toàn bộ nhà đầu tư sẽ trực tiếp theo dõi và để tôi chứng minh về kiến thức giao dịch vận dụng và trong thực tiễn là trên chính tài khoản của bản thân tôi trong suốt thời gian dài để nhà đầu tư có thể nhìn nhận và đánh giá. Với mong muốn này sẽ hỗ trợ được cho toàn bộ nhà đầu tư trên con đường mà các bạn tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex thực tiễn. Nhà đầu tư phải hiểu rằng muốn vận dụng được kiến thức, muốn giao dịch được kiến thức ở trên thị trường đều phải thấy rõ được cái giá trị giao dịch minh chứng bằng thực tiễn. Thực chiến Forex là gì? Là bản thân chúng ta phải thấy rõ được người đứng ra chia sẻ họ vận dụng, áp dụng vào trong thị trường thực tế và tạo được ra những giá trị lợi nhuận cho chính bản thân họ trên thị trường. Có như vậy, người thầy đó chứng minh được thì cái học trò mới hiểu, dần dần ra ngoài áp dụng được. Giống như tôi nói rằng tôi sell đây thì phải có lệnh sell đây, và tôi buy đây phải có lệnh buy đây trên thị trường để cho mọi nhà đầu tư có thể nhìn nhận và đánh giá được. Thì đấy, thì qua những giá trị chúng tôi chia sẻ thì tôi hẹn gặp toàn bộ học viên của tôi tại thành phố Hà Nội vào ngày 6 tháng 6 năm 2020 này để chúng ta cùng nhau học hỏi, chúng ta cùng nhau trao đổi và chúng ta cùng nhau tìm hiểu về kiến thức vận dụng vào trong thực tế. Tôi mong muốn rằng những giá trị chúng tôi đang nỗ lực chia sẻ, đang cống hiến cho cộng đồng thì mọi giá trị này thì bản thân tôi là thầy, bản thân tôi chính là chủ của website đào tạo Forex thì phải chứng minh thực tiễn cho chính các học viên của bản thân tôi để cho bản thân họ cùng nhìn nhận và đánh giá. Trước ngày ra khoảng tầm 2 ngày thì tôi sẽ thông báo địa điểm. Trong thời gian này thì tôi sẽ có một số các cái thay đổi trong cái địa điểm học thì tôi sẽ thông báo cho mọi nhà đầu tư. Tại vì đợt này sẽ có học viên ở xa đến học nhiều, thế nên tôi sẽ tập trung ở một chỗ khác. Thế nên tôi sẽ thông báo sau. Thì sẽ tất cả học viên tôi sẽ inbox trực tiếp hết nha. Và xin chân thành cảm ơn mọi nhà đầu tư. Xin chúc tất cả các bạn giao dịch thành công ở trên thị trường. Và hẹn gặp các bạn vào ngày 6 tháng 6 này tại thành phố Hà Nội. Xin chân thành cảm ơn các bạn.